La Vân Hy, Ninh Duyên cùng Dương Dung với diễn xuất không phải dạng vừa. Sau khi nổi đình đám vào năm 2020, La Vân Hy khá im ắng trong năm nay. Bộ phim chuyển thể Đam Mỹ Hạo Y Hành của anh vẫn chưa có dấu hiệu được phát sóng. Anh cũng chưa có thông tin phim mới nào khiến các fan khá sốt ruột. Tuy nhiên mới đây có thông tin cho rằng La Vân Hy sẽ hợp tác cùng Dương Dung trong bộ phim Trò Chuyện Cùng Thế Giới Của Em. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đào Đào Nhất Luân thuộc thể loại trinh thám hiện đại. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Trúc Cẩn Niên đang làm việc tại một phòng khám tâm lý. Một ngày nọ, cô trở thành nhân chứng trong một vụ mất tích bí ẩn. Trúc Cẩn Niên được cảnh sát mời tham gia phá án. Trong quá trình điều tra, cô hợp tác cùng Nhiếp Vũ Tranh, đội trưởng đội điều tra hình sự. Anh là một người đàn ông rất giỏi nắm bắt tâm lý tội phạm, ngoài phá án không có đam mê nào khác, đặc biệt là yêu đương. Ban đầu khi mới hợp tác, Trúc Cẩn Niên và Nhiếp Vũ Tranh tranh cãi gay gắt, nhưng dần dần họ tìm được tiếng nói chung. Dù thông tin trên mới chỉ là tin đồn, khán giả đã rất mong chờ bộ phim. Trò Chuyện Cùng Thế Giới Của Em được kỳ vọng là một làn gió mới cho phim truyền hình hiện nay, khi đang xen hai yếu tố trinh thám và lãng mạn, vừa mang đến cho khán giả cảm giác ly kỳ hồi hộp, vừa có cảm giác yêu đương ngọt ngào. La Vân Hy được nhận xét hợp với vai Nhiếp Vũ Tranh. Anh cũng là cái tên đầu tiên được đoàn làm phim tìm đến thương lượng cho vai diễn này. Fan muốn La Vân Hy sớm có thể trở lại màn ảnh trong bộ phim mới. Dương Dung cũng là cái tên được khán giả ủng hộ hết mình cho vai nữ chính. Dù lớn hơn La Vân Hy đến 7 tuổi, Dương Dung vẫn đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi và từ đó đến nay đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm với rất nhiều thể loại vai diễn khác nhau. Diễn xuất của Dương Dung ổn định giúp cô nổi bật trên màn ảnh dù đóng vai chính hay phụ. Các phim nổi tiếng của Dương Dung có thể kể đến như Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên 3, Cung Tỏa Châu Liêm, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Truy Tìm Ký Ức. So với các tiểu hoa đáng lứa 8X, Dương Dung không phải là cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên, năng lực đóng phim của cô còn được nhận xét không phải dạng vừa. Dương Dung không quá nổi bật vì nữ diễn viên chọn cách làm một diễn viên đơn thuần, không tham lam chạy show. Thậm chí Dương Dung còn được nhắc đến là ngôi sao không phải có tiền là có thể mời được vì cô nhận phim tùy theo tâm trạng. Có những thời điểm Dương Dung không đóng phim gần 2 năm để nghỉ ngơi. Có một nữ chính chất lượng như Dương Dung là điều mà fan La Vân Hy vô cùng mong chờ. Vậy nên Trò Chuyện Cùng Thế Giới Của Em đang được ủng hộ nhiệt liệt. Nhắc đến những dự án được mong chờ nhất năm 2020 sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương của La Vân Hy đóng cặp với Bạch Lộc. Tác phẩm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả xứ Trung nhờ kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đẹp thực lực. Đặc biệt thành công của bộ phim còn nhờ vào phản ứng hóa học cực ngọt giữa cặp diễn viên chính. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kỳ Tử. Tác phẩm xoay quanh cặp đôi Giang Quân do Bạch Lộc đóng, một cô gái mạnh mẽ ngổ ngáo chính trực và viên soái do La Vân Hy đóng, tổng tài hào hoa quyền lực với tính cách bướng bỉnh ngang tàng, thậm chí sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục đích. Nam thần vạn người mê này lại thầm yêu nữ chính suốt nhiều năm nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Đến khi Giang Quân nên duyên với người khác, anh lại tìm cách phá hoại, đoạt lại người mình yêu. Cũng nhờ màn kết hợp đỉnh cao, La Vân Hy được khán giả bình chọn là sao nam xứng đôi với Bạch Lộc nhất trong số các nam diễn viên từng sánh vai cùng cô trên màn ảnh. Cả hai thường xuyên khiến người xem phấn khích khi có những cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn và cuồng nhiệt. Nụ hôn táo bạo của họ trên phim là một trong những cảnh như thế. Dù xuất hiện chẳng là bao so với thời lượng hơn 30 tập, song cảnh quay đã đem đến cho người xem cái nhìn mới mẻ hơn về Bạch Lộc. Trước đây cô được biết đến với hình ảnh thuần khiết, dịu dàng, trong sáng. Nhưng trong phim mới, nữ diễn viên không ngại thực hiện những cảnh hôn khiến người xem phải đỏ mặt. Thời điểm lên sóng tại đất nước tỷ dân, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng. Những đoạn trích giữa cặp nhân vật chính liên tục được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ cũng như công chúng. Thậm chí sau khi tác phẩm kết thúc, fan vẫn tích cực ủng hộ gán ghép hai diễn viên, mong họ sớm trở thành một cặp thực sự ngoài đời.